Anh Liêm là anh giám đốc ở bên đây á, là có qua bên Vương thăm Vương một lần rồi, thăm Vương ở Houston, Texas. Thì bữa nay là Vương đến đây để giao lưu, anh em cũng có dịp gặp lại. Đó, đây là nút vàng, nút bạc, nút kim cương rồi này nọ, anh xèo vậy. Đây cũng là lần đầu tiên Vương đến đây luôn mấy bạn. Đây Thì là đây là phim trường lớn nhất của bên mình. Thì phim trường này có sức chứa khoảng tầm 1.500 nghìn rưỡi người á. Đúng rồi, 1.500 người. Thì ở đây là nếu như mà được đánh giá là cái phạm vi qua quận nhất ý, thì sẽ là cái phim trường hiện đại nhất. Nguyên cái chỗ này coi như là mình xài hết năng lượng mặt trời luôn. Đúng rồi. Nói chung đây là tận dụng năng lượng mặt trời tối đa luôn á. Đây để Vương cho mấy bạn coi nè. Bạn thấy không? Đây là cũng năng lượng mặt trời này chứ gì nữa. Thấy thích quá. Chắc về nhà chắc Vương cũng nghiên cứu, Vương gắn cái quá. Trời ơi, đã quá. Team này 30 tỷ view để phim tốn thấy ra mấy bạn. Ngốc xong nhất luôn á. Nãy giờ. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn mấy bạn. Dạ, cảm ơn anh ạ. Dạ. Coi thử cái kênh mình bao nhiêu sập đây. 3 triệu sập hả? 3 triệu. 3 triệu. Nợ không à, nợ không à, xin ký đi, lãnh nợ giùm, gánh nợ giùm, với làm cái gì? Dạ. 1, 2, 3. 1, 2, 3. À, đây là mấy cái phòng quay nữa không? Phim trường mà nhỏ 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 sẽ quay ở đây. Phòng này thú vị đây. Không biết quay phim gì mấy bạn. Nhưng mà có hẳn cái giường ở giữa phim trường. Ok, Vương chào mọi người, chào các bạn. Đây, hôm nay là Vương đang có mặt ở trong cái văn phòng MCV mấy bạn. Đây là MCV, là công ty, một trong những công ty truyền thông cũng rất là lớn ở Việt Nam mình. Thì bữa nay là, đây là bạn Phát, bảo vệ. Đó là lát hồi nó sẽ dẫn mình đi một vòng. Còn hôm nay là Vương được mời đến đây để mà coi như là tham quan, đi một vòng tham quan. Chỗ này nãy Phát mới nói với mình là trong đây là có 200 bạn nhân viên làm thôi, mà văn phòng người ta hoành tráng đẹp dễ sợ luôn. Còn văn phòng của Vương là cũng 200 nhân viên nhưng mà là ngồi chỗ ngồi bèo bọt hơn rất là nhiều. Chỗ này là coi như là ở tên ở đường sáng tạo các bạn. Thì thầy cảm ơn Phát nha. Bây giờ mình vô chơi vòng rồi. Anh Liêm là anh giám đốc ở bên đây là có qua bên Vương thăm Vương một lần rồi, thăm Vương ở Houston, Texas. Thì bữa nay là Vương đến đây để giao lưu, anh em cũng có dịp gặp lại. Đó, đây là chỗ văn phòng mấy bạn. Đó, đây là gì, nút vàng, nút bạc, nút kim cương rồi này nọ, anh xèo vậy. Ủa phải không? Ủa sao cái nút trên cùng là cái nút gì vậy? Nút vàng, nhưng mà nút vàng hồi xưa á. Làm bự vậy đó. Nút vàng hồi xưa á hả? Đây là đủ thứ nút này các bạn, nút vàng, nút bạc, nút này, nút kia ha. Đã từ đầu à. Có nút kim cương không ta? Có kìa. Chưa. Ủa, không có hả? Nút vàng. Vàng bạc thôi. À. Có nút vàng, nút bạc thôi. Trời, nói chung là cũng rất là đẹp. Đó, đây là chị Thu. Nay là chị sẽ dẫn mình đi ha. Nói chung là đây cũng là lần đầu tiên Vương đến đây luôn mấy bạn. Hồi nãy Vương đi tới đây thôi, cái Thảo kêu Vương là thôi lấy camera ra quay một vòng đi. Thấy đẹp quá nên xin quay. Ok Vương, mình đi một vòng nha. Đây thì, là đây là phim trường lớn nhất của bên mình. Thì phim trường này có sức chứa khoảng tầm 1.500. 1.500 người á. Đúng rồi, 1.500 người. Thì ở đây là nếu như mà được đánh giá là cái phạm vi qua quận nhất ý, thì sẽ là cái phim trường hiện đại nhất. Tại vì bản thân của chủ tịch bên mình ý, là anh ấy là dân đạo diễn ra. Nên là thành ra từng cái góc máy rồi ánh đèn sân khấu này nó có thứ anh setup rất là bài bản. Cái chỗ phim trường mình thường thường quay cái gì mà sao lớn dữ vậy? Cái này dự tính thì mình xây lên cái thứ nhất ý, là quay những show trong nhà. Và sau đó thì một số show của các nghệ sĩ lớn hầu như là đều quay đây. Trước đây thì mình có những cái MV lớn của Sơn Tùng ấy. Như là chúng ta của hiện tại thì đó thứ thì mình đều cho quay ở đây hết. Rồi MV của chị Mỹ Tâm. Rồi một số những cái sự kiện lớn như TikTok Master. Mình đều tổ chức ở đây luôn. Đúng rồi, tổ chức ở đây luôn. Đó. Thì mình mới tổ chức một cái show thời trang là Việt Nam Junior Fashion Week ở đây. Thì ở đây mình sẽ decor lại thành cái thảm đỏ. Dạ. Để KOL đi. Đây, hơi tham quan phim trường. Dự tính là sau này cái này thì có thể là mình sẽ tổ chức một số những cái sự kiện âm nhạc á. Ở đây luôn. Thì sẽ có phòng monitor ở trên. Trời, đầy đủ luôn. Đúng rồi. Bữa nay được lên coi hết không? Được. Trời, có coi. Thể lên phòng monitor bên mình luôn. Trời, coi điện 3 pha. Không biết bao nhiêu em hết mà thấy rất là hoành tráng luôn. Thấy cái ổ điện này là thấy là biết là nghiêm túc nó cỡ nào đó không? Ổ điện máy lạnh không là bao nhiêu cái máy lạnh đây? 8 cái máy lạnh nè. 8 cái công tắc điều khiển máy lạnh. Cái là nguyên cái hệ thống của em mình đầu tư hết luôn. Chạy bằng năng lượng mặt trời. Thì đó mình sẽ dẫn lên lầu 4 để xem cái hệ thống năng lượng mặt trời của em mình. Trời. Nên là thành ra là tự nhà mình đang phục vụ điện cho nhà mình. Tháng này đóng tiền điện nhiều chị biết không? Nhiều lắm. Tại vì đôi khi quay show này nó thứ cả tính tiền trăm đấy.
100 triệu á. Nhiều lắm, tại vì điện trong nhà ấy, sử dụng bao giờ bao giờ nên không rõ được cái con số chính xác. Đi cái thang máy hay đi thang bộ? Hay thang máy đi. Tôi mới bị Covid xong. Dễ yếu hơn. Nên là hơi yếu trong người. Lên thang bộ. Vô về Việt Nam bao lâu? Em tháng rưỡi. Tháng rưỡi à? Đó là thứ hai này là về lại Mỹ rồi. À. Đó, chồng chị thích coi kênh của em lắm luôn ấy. Ở trên này đây thì, là chỗ nào? Ở trên này thì bọn chị là cái khu phát triển công nghệ của bên chị. Hơi nắng một chút xíu. Ở ngoài thì bọn chị quay outdoor. Đây là trên này là quay outdoor. Đúng rồi, những cái show ngoài trời thì bọn chị quay đây. Còn năng lượng mặt trời đứng đâu mới thấy được nó? Đây năng lượng mặt trời đây. Hơi nắng. Này nắng quá. Đây là cái phòng mà cho nhân viên relax. Trời. Đây khu năng lượng mặt trời bạn chị đây. Trời ơi ghê không? Cái này với lại nguyên cái bên kia nữa. Đó. Bên đấy nữa. Là coi như là nó sẽ gấp đôi như thế này. Nguyên cái chỗ này coi như là mình xài hết năng lượng mặt trời luôn. Đúng rồi. Nói chung đây là tận dụng năng lượng mặt trời tối đa luôn á. Đây để Phương cho các bạn coi nè. Bạn thấy không? Đây là cũng năng lượng mặt trời này chứ gì nữa. Mới xây năng lượng mặt trời. Mới xây năng lượng mặt trời. Cái này là đúng là năng lượng mặt trời phổ biến nhất Việt Nam mình là xài vậy đó. Là của mấy bác bảo vệ chuẩn bị cái châm ngôn của MGV á là bước ngoài cửa vào mọi người sẽ thấy là welcome home. Yeah. Đây là nhân viên ở MGV, mọi người coi như là nhà vậy đó. Yeah. Nên là các bạn có thể ăn ngủ ở đây để mà làm chương trình. À đúng rồi. Làm truyền thông là cực lắm mấy bạn. Nó như là buổi tối buổi sáng thì cũng phải quay luôn á, cho nên là các bạn thấy không? Trời mà trên này view thành phố đẹp ghê không? View quận 7 hả mấy bạn? Ồ bên kia là Pháp TV hả Thảo hay gì vậy? Phải không? Không phải. Pháp không phải. Ủa bên đó phải Pháp TV không phải? À không, đấy là một công ty sản xuất. Pháp TV thì văn phòng bên quận 2. Đây là nguyên cái chỗ năng lượng mặt trời hết luôn nè. Đó là xài năng lượng mặt trời kiểu này là coi như mỗi tháng đỡ được mấy trăm triệu tiền điện á. Đúng rồi. Ở đâu? Để cho bước xuống đây được không chị? Được. Bước xuống luôn. Vậy. Không nguy hiểm còn đâu. Lắm lọt xuống dưới đấy, lọt xuống dưới thì cũng sẽ có cây đỡ. Đây là chỗ ghê thiệt cái chứ. Nguyên cái dàn gọi bằng là hấp thụ năng lượng mặt trời là đây là nguyên cái dàn năng lượng mặt trời các bạn thấy không? Đó là có nghĩa là buổi sáng là trời rất là nắng nhất luôn. Thì trời mà nắng kiểu này là mới cần máy lạnh chứ còn trời mà nó mát là đâu xài máy lạnh nhiều đâu. Thì nắng nhất cỡ này nè là đem ra để mà hấp thụ năng lượng mặt trời để mà làm máy lạnh là thôi là đúng luôn rồi đó. Đỡ lắm, tại vì em biết là show thấy thích mà. Chắc về nhà chắc Vương cũng nghiên cứu Vương gắn cái quá. Trời ơi, đã quá. Đúng kiểu năng lượng mặt trời á. Tấm pin là tấm pin nấy chất lượng luôn ha. Có lắp năng lượng quá trời luôn. Đúng luôn. Trời ơi, nguyên một dàn máy lạnh. Rồi, đi tham quan tiếp. Nhưng mà nói gì nói chứ Vương vẫn thích nhất là cái máy năng lượng mặt trời đây nữa bạn. Phơi đồ là siêu khô luôn. Đây gọi mấy bác bảo vệ đấy. Ở MCV thì chỗ nào mình cũng có thể quay và ghi hình được. Vậy hả? Với lại thành ra là rất nhiều khu để các bạn ngồi các bạn relax với nhau ấy. Đây chắc mình đi thang bộ với nhau. Đi thang bộ đi. Nói chung là đây mát ha. Đây là phòng nội dung hả chị? Đây là khu phòng phát hành của bên mình. Phòng phát hành? Đúng rồi. Là mấy bạn đây làm vậy cái gì? Bên mình là ngoài sản xuất chương trình ra ấy, thì bên mình còn phát hành nội dung trên nền tảng số YouTube, Facebook, TikTok. Thì khu này là khu các bạn biên tập viên. Các bạn dựng clip và phát hành các chương trình trong nhà cũng như là của network. Đây là khu YouTube nè. Nó sẽ tương ứng với các màu nha. Khu màu đỏ này là của YouTube. Yeah. Khu màu xanh là Facebook, và khu kia là TikTok. Trời, có khu TikTok nữa ha. Tại vì thật ra bây giờ bọn mình trên các nền tảng á, thì YouTube bọn mình là MCN ở TikTok. Yeah. Facebook thì là Media Partnership của Facebook và TikTok của bọn mình đang là MCN ở TikTok tại trường Việt Nam. Anh Vương, còn em biết là anh Vương. Chắc là toàn là fan của Vương hết đúng không? Từ từ. Ôi khu này mình làm về cái gì? TikTok đây là khu TikTok. Trời ơi, khu TikTok chơi. Đây là các bạn TikTok. Giờ giao lưu với khu TikTok xíu. Ở đây có đầy đủ anh. Tên gì? Tên gì? Thấy anh thắc mắc không biết khu cổ được cái gì là tên em nha. Em tên gì? Em gì?
Đây là khu TikTok các bạn, khu này là khu ở trong TikTok, giờ là Vương thích đó. Giờ Vương chơi TikTok không à, Vương đấu chơi Facebook với YouTube hay đâu. Đó. Quay YouTube mà chứ không bao giờ coi YouTube. Khu này là creative ra 30 tỷ view trên YouTube. 30 tỷ view trên TikTok. 30 tỷ view trên TikTok của MCV. Từ trước tới giờ đó hả? Đúng rồi. Trời ơi, kinh khủng ha. Đây là team làm nên 30 tỷ view đây. Đâu, cho thầy mình coi thử một cái video vui vui nè, mấy bạn chỉnh coi. Đang làm một cái video ở bên kia. Vậy hả? Làm cái nào? Đúng rồi, làm đây nhức đầu á các bạn. Bây giờ phải có dầu xanh vậy nè mới chịu nổi nè. Đúng rồi. Bật máy lạnh nhiều quá, tại đây điện miễn phí mà. Mấy bạn này bị nhức đầu. Bên mình làm kìa. Trời, đúng rồi, phải để màn hình vậy, đúng là mới đúng màn hình của TikTok à. Nè nè nè, nhân giặt tóc. Trời, bị lên kênh. Đâu rút ra có lo ngoài không? Dạ không có lo ngoài. Trời ơi, thôi bật coi hình thôi cũng được, cho vui coi. Rồi là mình chỉnh đây ha. À, cái này là của mấy bạn đây, các bạn này luôn nè. Ồ, các bạn này luôn á ha. Trời ơi, vừa cái nghề gì mà sướng ha, vừa TikTok đi chơi vừa được trả tiền hả? Đâu? Đây đúng không? Đây. Vương, chị giới thiệu với em, đây là bạn TikTok Master của bọn chị. Đây hả? Kênh của em là bao nhiêu triệu view? À, kênh của em là bao nhiêu follower? Hơn 3 triệu follower. Kênh tên gì? Sạch tiền luôn. Dạ, Thành 3T. Thành 3T ha? Dạ. Dạ, Thành 3T. Thứ 2. Dạ, đúng rồi. Trời ơi, gây cho 3.3 triệu follower. Anh follow, follow. Anh Vương phải follow nha. Follow. Follow bạn Thành 3T nha bạn. Follow. Chúc mừng em đã được PR kênh. Team này 30 tỷ view đấy, khiêm tốn ra góc mặt nhất luôn nha. Nãy giờ. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn mấy bạn. Dạ, cảm ơn anh ạ. Dạ. Dạ. Cảm ơn anh Vương Phạm. Dạ. Rồi, năm sau anh ghé thăm tiếp. Dạ, bữa nữa mình đi rồi. Hẹn gặp lại anh đi. À, có qua Mỹ ghé farm mình chơi. Dạ. Cho cởi hương câu cổ. Em cho hết ạ. Sẵn sàng ba lê để làm con dâu. Sao giờ con hôn kia đặt tên gì giờ? Trường đặt tên Thành đi anh. Thành hả? Hay vậy quá. Chừng nào mua con gấu trúc đặt tên em tên Hậu. Hậu hả? Vương mà mua được gấu trúc thì cũng sẽ đặt tên Hậu. Nhưng mà có điều gấu trúc mua không được đâu, Vương nghiên cứu rồi. Một năm thuê 1 triệu đô Trung Quốc á, không bán. Nhưng mà chừng nào mình có điều kiện mình sẽ tạo con đặt tên Hậu, hứa danh dự với bạn Hậu em luôn. Nhớ nhàng, đâu Hậu đâu, đó. Mới mốt mình có gấu trúc rồi. Mình nhớ bạn này nha. Ok. Cảm ơn. Vui quá, team mình vui quá ha. Công ty mình vui quá chị. Hầu hết là các bạn làm content á, nên là các bạn khá là trẻ. Đây là team Facebook. Cho vô thăm được không? Đúng. Đây là team Facebook. Đây là team Facebook, đúng rồi. Team hiện tại bây giờ thì ở trên Facebook ạ. MCV đang cung cấp content trên Facebook khá nhiều. Mình là bao nhiêu kênh chị? Một kênh một hay là nhiều kênh? Khá là nhiều kênh, nhiều kênh nhưng mà... Nếu như mà cả kênh partner và kênh trong nhà ấy, thì tổng số lượng kênh của bên mình bây giờ khoảng tầm 400 kênh. 400 kênh đó hả? 400 fanpage. 400 fanpage mà nhiêu đây con người sao làm nổi 400 kênh? Mình còn có hệ thống biên tập viên part time nữa. Các bạn này là các bạn in-house. Vui vậy, cho đi vòng coi được không? Trời, team Facebook mấy bạn làm việc nghiêm túc quá. Thấy không? Mà thấy không? Chỉ có cái team TikTok hết, là các bạn nhoi nhoi. Chứ còn team này là hết, đúng không? Kêu bạn ai cũng làm việc nghiêm túc hết nên mình chỉ đi qua. Tại cái đấy, so cái tính của nền tảng đúng không? Cái tính của cái nền tảng TikTok là các bạn khá là nhí nhố. Về cái nền tảng đấy nó cần phải creative vui vui một chút xíu. Facebook thì các bạn hơi trầm hơn chút xíu. Chỉnh gì đây? Em mở một cái file bọn em dựng lên cho anh Vương xem đi. Mọi bạn làm Facebook cũng thấy vui rồi thôi. Dạ. Cảm ơn bạn. Trời, còn làm tùm lum la hết à. Bên mình được cái là nhân sự trẻ nên là khá tạo điều kiện cho các bạn. Ngoài ra thì các bạn có thể làm ở tại nhà nữa. Ông mà nhân sự của mình là thường thường ở trường nào ra chị? Đa số mấy bạn. Bọn em từ trường nào ra bọn em nói luôn để cho anh Vương ấy nè. Đại học FPT. FPT không? Dạ. Còn bạn nào FPT nó giơ tay lên coi. Bạn nào FPT? Đại học Nhân Văn. Đại học Nhân Văn có bạn FPT hả? Rất nhiều trường, Đại học Nhân Văn, Đại học Văn Lai, nói chung là các ngành về truyền thông, hầu hết là các bạn đến từ ngành truyền thông từ các trường đại học. Ở đâu bạn này sao YouTube làm YouTube hay làm Facebook hay là làm gì đây? Tại vì cái cách mà phát triển nội dung của mình á, YouTube vẫn là cái nền tảng chính. Tất cả những content sẽ được up lên YouTube đầu tiên. Thì các bạn sẽ lên YouTube, các bạn đọc cái content đấy, xem hết content đấy, các bạn cắt những cái best cut và đẩy lên trên Facebook.
Tại vì cách làm truyền thông của bên mình ý, là sẽ có ba cái nền tảng nó support qua lại cho nhau: TikTok, Facebook, YouTube. Thì Facebook thì mình cắt những cái backup mình để lên. Rồi TikTok thì bọn mình cũng sẽ cắt những cái backup khoảng 30 giây. Em đăng trước, em đăng đúng YouTube rồi, không ạ? Xong rồi cái máy đăng mấy kênh kia sao? Đúng rồi, hai cái nền tảng kia sẽ là hai cái nền tảng viral để mình support cho nhau. Support cho YouTube. Còn bên đây là Facebook. Cảm ơn mấy bạn nha. Bên này là YouTube. Sao YouTube ít người dữ vậy chị? YouTube đăng như trước là, sao? Không, như là mình nói á, các bạn làm việc ở nhà hoặc các bạn làm việc theo ca, cái này là bạn nào thích các bạn lên, các bạn ngồi thôi. Vậy hả? Anh Vương Phạm có thăm bọn em nè. Chào mấy bạn nha. Đây là MCV, đây là fan YouTube. Em nhiều lắm á. Vậy hả? Trời ơi, đây nè, kênh của MCV nè mấy bạn. Bao nhiêu subscriber có không? Coi thử cái kênh mình bao nhiêu sub đây. 3 triệu sub hả? 3 triệu. 3 triệu 7 sập chứ bộ. Là coi như tất cả những chương trình mình là mình đẩy lên đây hết. Đúng rồi. Các kênh hầu như là các nội dung của MCV bọn chị sẽ đẩy lên MCV Media. Đó, máy này login được tài khoản nè. Đó. Đó, còn máy này làm gì đây? Dạ, em chỉ là trợ lý bình thường thôi. Trợ lý hả? Thì sao nãy chị của mình đây? Nói chung là bên mình có thể tạo điều kiện cho các bạn ngồi online ở nhà các bạn làm việc ấy. Làm lớn nhất bây giờ căng thẳng nhất thôi, có cái quạt này quạt mới mát nổi nè. Sao mà phải lên được đây. Đó, ghê chưa. Nói chung là chắc là thường xuyên bị chọc tức á, cho nên là phải có cái quạt này quạt xuống cho nguội bớt á, phải không? Căng thẳng à. Bạn này là những cái bạn một trong những creator, đúng không? Một trong những creator đi với nhà MCV từ những ngày đầu. Tức là từ lúc các bạn trên nền tảng TikTok thì kênh của bạn còn chưa có gì. Thì bọn mình đẩy cho bạn trên cả ba nền tảng YouTube, Facebook, TikTok. Thì hiện tại bây giờ bạn thấy tên tuổi của bạn gì? Bạn này cũng bạn này á. Này là hình ảnh bạn tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Hai bạn dễ thương lắm. Dũng không? Chồng bạn tên Dũng. Chồng bạn tên Dũng, vợ tên Vi. Dũng ngoài tên Dũng. Dũng Ghi. Cảm ơn mấy bạn nha. Tính ra Vương nhiều fan của MCV đó nha. Nhiều. MCV nhiều fan của em lắm ấy. Vui, không gian làm việc. Thế này chị ấy bảo là các bạn có thể ngồi bất cứ đâu các bạn làm việc, các bạn có thể làm việc tại nhà luôn. Kẹo làm thoải mái luôn không? Ở MCV chỗ nào cũng có kẹo nha. Để những lời các bạn phát ra nó phải ngọt ngào ấy. Đây, cho em xem slogan mà các bạn nhân viên đều phải học, phải đọc thuộc. Đi làm vì đam mê, lương lậu là thứ yếu. Mình thấy chế cái câu này lại mình để phòng mình, nói chung là gì, mấy bạn này đi làm vui quá còn được, còn mình nghe làm tối ngày support khách hàng, khách không vui thì khách chửi. Đây là mấy phòng workshop của bên mình. Em gặp anh em chụp hình chúng em lại gặp fan rồi. Dạ. Để em kêu TV bạn, bạn HTV hả? Đây là những cái phòng, hai cái phòng workshop của bên chị nè. Tức là đây sẽ là nơi mà nhân viên nó ngồi nó chia sẻ kinh nghiệm với nhau trong quá trình làm việc. Là ngồi đây được chia sẻ kinh nghiệm. Bạn Vương chia sẻ kinh nghiệm mà còn bánh này là tự mua vô hay là MCV tài trợ vậy? Sao? Mua gốc MCV khắp nơi chỉ có kẹo thôi. Bánh này chắc là các bạn mang tới rồi. Mang tới luôn không? Đúng rồi. Bởi vì mấy bạn đừng có phân bì, văn phòng mình ở Mỹ là có bánh có kẹo hơn chỗ này rồi đó. Có bánh luôn. Chỗ này là chỉ có kẹo thôi, bạn thấy không? Từ nãy mới kiếm được một cái hơn được chỗ này. Xíu xuống phòng họp, các phòng họp đều rất nhiều kẹo và bánh. Thôi vậy hả? Để nhân viên, để nhân viên đi làm không bao giờ bị đói. Còn mỗi tầng là một cái tủ lạnh. Đúng rồi, mỗi tầng là một cái tủ lạnh. Nhân viên đi làm ở MCV không bao giờ bị đói. Từ nãy giờ đi mới có được thứ giống nhà mình nè, có được cái này nè. Cái này y chang, cái này hợp, nói chuyện rất là rõ. Rồi và chụp nhanh lên để bọn chị đi nè. Trời ơi, rồi trời, đứng gần bà này ngại quá, cao quá. Dạ. Nhiều tấm đi. Một tấm lấy cái chân đi. Hai xe tăng hai nồng. Dạ. Okay. Một vào Mỹ dẫn đi bắn xe tăng nha. Dạ. Nợ không à, nợ không à, xin ký đi, lãnh nợ giùm, gánh nợ giùm, với làm cái gì. Dạ. Phải chi bớt cái nợ ra được. Dạ. Rồi nha. Ok, đi tiếp mấy bạn ơi.
chụp tiếp đấy. Dạ. Đi qua phòng khác nữa. Tới 4 tầng là mới đi, mới có 2 tầng rồi. Giờ lát hồi giờ là kẹt xe dính cứ ngắt luôn rồi đó. 3 giờ. Rồi. Thêm nửa tiếng nữa. Đây là lít phòng studio. Bên chị sẽ quay cái talk show nhỏ nhỏ hoặc là những cái bản tin ở phòng. Là mấy phòng này. Vô được không? Vô được nhưng mà đang chưa có e gì hết ấy. À, đây là mấy cái phòng quay nữa không? Phim trường mà nhỏ 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 sẽ quay ở đây. Đúng rồi. Trời ơi. Đây 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 đây. Phòng này thú vị đây. Quay cái gì mà có cái giường ở đây. Không biết không biết quay phim gì các bạn. Nhưng mà có hẳn cái giường ở giữa phim trường. Thôi đến chính lại đây là nghỉ trưa. Chỗ em cũng vậy mà, chỗ em cũng có ở phòng ngủ luôn à. Tại vì trong này vừa mát vừa yên tĩnh á. Ừ, đúng rồi, quá mát luôn, quá yên tĩnh. Thì bên mình có rất nhiều những cái phòng nhỏ như thế này. Tại vì bên mình thường phải làm những cái bản tin. Đang quay giùm ta. Khóa hết rồi. Lâu lâu mới có một phòng không khóa thôi không? Những cái phòng bật đèn on air á thì đang quay. À. Đây là thứ 6 ấy, nên là ờ, đây vui nè. Trời ơi vui quá vậy. Phòng nhỏ xíu quá trời người. No. Trời ơi vui quá. Các bạn trong này chắc các bạn đang họp team đấy. Ờ, như đang họp team lại ở đây. Như chị nói lúc nãy á, ở chỗ NCV chỗ nào các bạn có thể ngồi họp được. Có những cái phòng họp rất xịn sò thì nó không ngồi, thì nó ngồi đây đây. Chị kiểm tra có bánh trái gì không? Em chắc chắn có bánh trái rồi không? Nó trốn đây ăn dụng với làm gì đâu. Giống nhân viên của em. Đấy là họp online kìa. Không, thật ra chắc các bạn yên tĩnh hơn, đang họp online. Mấy bạn ở team nào? Đang quay những cái đứa online. Ờ, đang quay á ha. Ờ, quay chưa? Đang quay á ha? Hà Nội. Còn cái này là đang quay online. Ờ, đang on air luôn. Dạ. Ờ, vậy hả? Hèn. Em từ chối hả? Em từ chối bên chị hả? Vậy hả? Đi qua trước đi, mình lãnh lại. Qua phải không? Chị thấy không? Nhân viên chị không có trung thành chị ơi. Thấy không? Đang nói cho em mừng vậy thôi các bạn làm gì ấy đúng không em? À đúng. Đúng rồi, bên Mỹ mình sắp mở chi nhánh mà các em. À thì ra vậy thôi, Phương hiểu lầm, xin lỗi hiểu lầm mấy bạn. Tưởng nói bạn đòi giống như là đứng ở bên đòi kia là cỏ lúc nào cũng xanh hơn mấy bạn, cho nên là Phương tưởng mấy bạn có tâm lý đó. Nhưng mà không phải, mấy bạn này là đòi qua Mỹ để mà làm cho chi nhánh của MCV mốt mở cửa sau. Đúng rồi. Trong khi đó nhá, là nhà chị là liên tục quay các bạn KOL và nghệ sĩ. Nó không có xin chụp hình như thế đâu đấy. Ồ vậy hả, kỳ vậy. Thì phim trường bọn chị, nghệ sĩ đến thường xuyên mà. Vậy hả. Và các bạn đâu có nhao nhao xin chụp hình như thế đâu. Đây chồng vào coi phòng còn trong. Là cái phòng mà đứng để nhìn cái thằng dưới. Ờ, là phòng này phải không? Ờ, là phòng này là phòng mà. Dạ, chào cô. Bạn là Phương Phạm, đối tác bên mình. Đây, em vào. Ờ, cô đang họp mà phải không? Dạ, đang họp. Dạ. Đó, cái phòng phim trường. Đúng rồi. Mở cái này thì sẽ thấy được. Cái thời trang này nó thử thiệu ở trên này bọn em có thể. Trời ơi, xịn quá. Cửa này mà. Ekip đứng trên này điều khiển. Ekip đứng trên này á, nói bộ đàm xuống. Đúng rồi. Điều khiển nguyên cái phía dưới. Còn ở bên kia lên là phải leo cầu thang kia lên. Trời đẹp quá. Hoành tráng luôn. Cái kho của mình hình như bự gần bằng này, bằng nửa này Thảo ơi, phải không? Còn ở tầng này là tầng gì chị? Đây là tầng 2 của tiệm sản xuất. À. Chào bạn. Mời hoài không được, không trả lời mail, không trả lời tin nhắn. Em đi đâu em cũng bị em chắc. Tại vì bên chị các rất là nhiều chương trình mà. Liên hệ em rất là nhiều để mời show. Trời nhưng mà em không trả lời. Mà bây giờ qua đây các bạn làm fan quá trời. Chị tên Hà mà. Tên Hà không? Chị có mời em mấy chương trình nè, người kết nối nè. Nãy hai bạn trên kia chắc đang quay, chắc gặp em rồi. À. Em chờ ngày 15 tham gia với chị đi. 15 vậy. Mời luôn, bây giờ em ok một cái. 15 đang trên máy bay. Lên trên máy bay hả? Giờ sao? Không, dạ, mình qua rồi. Đúng không? Hay là qua nhà? Qua nhà, qua nhà vậy thì chốt lại lịch. Ok, xíu nữa xuống, chốt lại lịch. Chị em là chị xếp một trường hợp đặc biệt.
trường hợp đặc biệt của em tức là một ngày bình thường là bọn chị sẽ quay nhiều số, nhiều nhân vật. À. Nhưng mà nếu trường hợp đặc biệt á là mình em thôi. Ok không? Trời ơi, vui ha. Đây là tất cả team của mình được phải không chị? Ờ. Tức là ở đây thì bọn chị lưu trữ những khoảnh khắc của nhân viên trong công ty. À. Vui quá ha. Muốn coi xíu. Cho vô được không? Đó. Ồ, tại sao phòng dựng phim lại để cho mấy bạn ngồi ở đây? Các bạn phải cách à, âm thanh hơi chào. Ở ngoài hơi ồn ấy. Tự à. Các bạn cần tập trung một chút xíu xịn xò hơn. Trời, cho nên để đây riêng đây. Chị có thường cái dãy này là các phòng dựng hết. À. Các phòng dựng của các chương trình, tại bọn chị làm chương trình rất là nhiều mà. Dạ, liên tục sản xuất luôn liên tục, không? Liên tục sản xuất. Có Doraemon đây nữa hả ta? Hay là dán cho vui thôi. Đây là các bạn được tự đề xuất dựng lên các bạn nhé. Dạ. Giống như là cái team này là các bạn dán thì các bạn lên. À, tự design, tự thiết kế, tự dán luôn. Còn kia là các bạn thích thích Doraemon, em là vô team này rồi đó. Đó thứ siêu nhân Doraemon này, đó thứ Pikachu này, đó thứ các bạn dán hình đấy. Đã đi lên tới đây rồi hả? Vô đây luôn. Chắc là mình qua phòng học này đi. Phòng học được ha. Ở đây có phòng học à? Thôi bạn nha. Nên bạn. Nè. Sao sao? Bên mình làm gì? Đâu để cho mình vô trong luôn đi chứ. Đúng. Công ty này sạch sẽ hơn công ty mình chán bạn ơi. Công ty mình còn bày hày hơn nhiều. Đâu, đây là bạn Quỳnh hả? Dạ em là Quỳnh. Nào. Dạ em là nữ bà hoàng may mối ở đây đấy anh. Vậy hả? Dạ. À. Ở đây là có anh quay phim, anh có hồ chưa anh? Có vợ rồi. Có vợ rồi. Thôi xin lỗi anh nhé. Thôi không sao. Yeah. Đây là em giới thiệu với anh, đây là team của em, là các bạn làm về các chương trình may mối. À. Như là Love House, Ngôi Nhà Chung này, Kép Bột Thần Tốc, Hẹn Ăn Trưa, các chương trình khác sắp tới đang làm như kiểu 24 giờ thử yêu. À. Toàn một chương trình tình yêu không thôi. Dạ, sau đây bọn em còn đang chạy một chương trình nữa là về tài năng cho các bạn trẻ, ngôi sao 30 giây về cuộc thi tài năng tìm kiếm các gương mặt sáng giá về các thể loại hát rap giải trí nhảy rồi diễn xuất này kia. Đây poster chương trình của em ạ. Dạ vâng, đây đấy. Tạo sáng hưởng là tới 100 triệu đồng kết hợp với FPT. Mình Vương thấy là nói chung là ở bên Vương á, là nói chung là Vương làm quảng cáo rồi nọ cho mười mấy ngàn tiệm nail rồi mấy bạn. Thì Vương thấy một cái tình hình chung luôn, mấy anh em đi quay phim cũng thấy là một tình hình chung luôn, là tiệm nào cũng có giống như là mấy bạn giống như rất là xinh, mà phụ nữ là nhiều nha, đàn ông thì lại bên đó lại là có cặp hết trơn rồi, nhưng mà phụ nữ á lại một độc thân hơi bị nhiều. Dạ. Chắc là do làm nhiều quá, cho nên mình sẽ nghiên cứu thôi, coi không biết có kết hợp với Quỳnh hay kết hợp ai làm một chương trình nào đó để cho không biết là mấy chị với mấy chị. Bạn bên đó đúng rồi. Dạ, đúng rồi, đây là cái team xe duyên đây phải không? Dạ đúng rồi, là coi như là thì kết nối ai với ai là mấy bạn đây á hả? Là team này, team tình yêu đây. Mấy bạn coi phim thì bạn tưởng đâu anh Quyền Linh hay là mấy người kia là người cấp nói không, nói là người này kia, nhưng không phải đâu. Mấy bạn đây nè, bắt em đây nè, là chỗ này là cái chỗ quyết định đấy, cái chỗ là cái chỗ quyết định không? Dạ đúng rồi. Để rồi mốt sẽ gặp lại cái phòng này tiếp theo đây. Chào mấy bạn. Ok các bạn, thì thôi bữa nay là coi như được coi hết một vòng của văn phòng MCV này là cũng mãn nguyện lắm rồi. Thì Vương vô với Vương trao đổi đâu này nọ thì mới biết là MCV này là xuất phát là từ Nhật các bạn. Công ty nào hoạt động ở cả Việt Nam, rồi ở Mỹ anh cũng có văn phòng, rồi ở Singapore. Thì đây là một công ty như đa quốc gia nha. Hồi nãy Vương tưởng là công ty Việt Nam chứ. Đó, đó là còn đó lá cờ đó. Mấy lá cờ thì đó là cờ bao nhiêu nước là bao nhiêu quốc gia. Đó, Vương chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye.